Rồi tiếp tục đi chích cá đó mọi người ơi. Đây mình mới ra ngoài ruộng nè mọi người. Cái khu này thì cắt hôm nay cũng lâu rồi, chát lên nè. Khu này thì cũng lương dữ lắm à. Lương nhiều. Rồi, ngày mới mình không quên chúc mọi người một buổi tối vui tươi và tràn đầy niềm vui. Mọi công việc đều luôn luôn thuận lợi nha. Lương nhẹ nó. Chạy mọi người. Cái gô này. Đây cái gô mọi người. Đây. Con cá nè mọi người. Mình đưa cái gì đây? Trời trời trời. Hết biết cá rô mọi người. À. Quá nè anh luôn. Quá xá bự rồi. Trời ơi. Nè, chưa không? Trời ơi con gì đấy. Đây con đó mọi người. Nhưng mà cá nhiều lắm ạ. Trời ơi cái gô. Hết biết rồi. Em người quá là anh luôn dữ thiệt. Hết hết sức bự rồi. Đây con nè, hắc lát nè. Hắc lát mọi người ơi. Còn gì đây? Đây con lươn mọi người. Đây, lươn này.
đây là một cá bự mọi người. U cá chê quá luôn đây mọi người, quá luôn, quá đã hai cái bự đây. Chạy quá trời chạy nó mưa anh chạy bưng bưng không biết cái gì đây. Chạy lên trước rồi, bưng bưng lên trước rồi. Kêu luôn. Ồ, cá lóc phóng mọi người. Ồ, phóng luôn. Vô địa luôn rồi. Dính luôn rồi. Đây mọi người. Qua đã. Đang luôn nè. Đây. Lương đó mọi người. Lên trình này nè, nó chuối 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 cái này cài cài tới là lương. Mà biết dính hay không hả dạ. Gì? Không chứ à. Ăn lương cho bá mọi người. Đây. Đây mọi người. Đây. Đây mọi người. Quá trời mũi. Con gì chạy dân vậy. Hụn lương luôn đây. Đây lương. Quá trời ba mũi. Mũi vô không. Đang con mọi người. Rồ quá. Đây mọi người. Lụm lên đây, không biết cái gì đây. Đây cái gù nữa mọi người.
quá trời mũi. Quá trời trắng à. Ừ, con gì trời. Tiêu rồi. Đó thì không vào được rồi. Không biết cái gì mọi người. Giận giận giận. Ô cái chè mọi người. Ồ chị già. Quá đã. Trời bá luôn. Quá một cái. Trời 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 trời. Lụm nó mọi người. Ồ cái chè nữa nè. Mấy cái lạng lạng này cá chê lắm người ha. Quá luôn. Mấy cái lạng lạng này cá chê dữ lắm. Lóc 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 qua bờ mọi người. Lọt luôn, qua hẳn cua luôn rồi. Dính mọi người. Qua bờ rồi. Quá luôn. Đây mọi người. Trời con cá. Tán hồn luôn. Quá xa bự rồi. Đây mọi người. Ôi hết bữa đã. Dính cá bự rồi chứ. Trời 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 trời, cá gì mọi người. Trời bá luôn. Không biết cái gì đây. Ồ cái chê. Em ơi, cua trắng à. Quá đã. Rồi mũi cắn. Cá là nào ở mấy chỗ trống trống nhiều rồi. Đa số mấy ở trống 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 trống. Đó 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 đó, đi nữa đây. Rồi, tiêu luôn. Con lươn 200-300 gram ấy, chạy vượt cho đã ấy. Đó đó đó, lụm đâu rồi. Đây, không biết con cá gì đây. Một cái gô. Đâu rồi cái gô. Đây mọi người. Phá luôn. Phá đã. Thank you.
chạy mọi người. Chín rồi mọi người. Chạy. Hết biết con cá luôn rồi, con gì lên xình cái này nè mọi người nha. Không biết con gì đây. Ủa cá lóc mọi người đây. Cá lóc cái này mình quay đi, mình quay clip mình không có xe đi chích lẹ đâu mọi người. Mình mà chích tệ quá không nổi luôn. Quay clip chích cho mọi người xem, không dám quơ lẹ, quơ lẹ gì nó lắc rồi. Chứ mình đi xịt mình đi lẹ lắm mọi người, bỏ lẹ. Đó. Nước trồng gà thưa nữa. Rồi, vô mọi người. Dư sức ăn luôn. Trời ơi, cá nó chuối. Tại đây chưa được tiếng hồn như đâu người. Trời, bắn con cua luôn đó hả? Nhóc cua luôn. Đây, được 4-5 cái dê mà. Con cá lóc bự nè. Quá luôn. Đây, con chim vàng. Đi mới mấy chục chút mọi người luôn. Đảo mấy con khúc cặp mấy giường. Được có 2 băng lương, 4-5 con chứ. Con thắt lát. Trời, nó cứ gồ hết chứ. Phóng gì. Ồ, quá trời. Quá đã mọi người. Đây, này nó bắt con leo kiến luôn nè. Tính bỏ nó bắt luôn. Rồi, video mình cũng xin kết thúc mọi người. Hẹn gặp mọi người vào video tiếp theo nha. Mình cũng bye bye mọi người nha. Có chè mũi mọi người. Có chè mũi.